Sáng 26 tháng 6, lãnh đạo các địa phương tỉnh Bình Dương đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đến thăm động viên cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi, lãnh đạo huyện Dầu Tiếng ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của các nhà trường trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi. Đồng thời lưu ý các trường về những vấn đề, tình huống có thể phát sinh, cần sẵn sàng phương án, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chính xác. Các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng các phương án, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng chống cháy nổ, để bảo đảm kỳ thi diễn ra công khai, minh bạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Huyện Dầu Tiếng có 1.027 thí sinh đăng ký dự thi với 44 phòng thi tại 2 điểm thi, gồm Trung học Phổ thông Dầu Tiếng, Trung học Cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm.